Trong thời gian gần đây, nhờ tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm Việt Nam tại thị trường nước ngoài, nhiều doanh nghiệp đã thành công trong việc xuất khẩu sản phẩm của mình sang cả các thị trường khó tính. Đây là lô hàng xuất khẩu 70 container sản phẩm nội ngoại thất inox nhựa đầu tiên, tương đương gần 100.000 sản phẩm trị giá gần 1 triệu đô la Mỹ của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ thương mại Quy Phúc sang thị trường Thái Lan. Để có thể xuất khẩu hàng sang thị trường Thái Lan, từ năm 2014, doanh nghiệp đã đưa các sản phẩm của mình thâm nhập thị trường thông qua việc tham gia các kỳ hội chợ tại Thái Lan để người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất mang thương hiệu của Việt Nam. Năm 2017, tại Hội chợ Quốc tế Thương mại ASEAN Ấn Độ tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, nhiều nhà phân phối của Thái Lan đã tìm đến các sản phẩm của Quy Phúc đặt vấn đề phân phối sản phẩm tại nước này. Khi mà thâm nhập vào thị trường Thái Lan thì chúng tôi cũng thấy cái thị trường đó rất là khó tính và họ đòi hỏi cái chất lượng và mẫu mã và về kích thước và cái tính an toàn khá cao. Thì và họ cũng rất là mạnh trong cái ngành nội ngoại thất inox nhựa. Thâm nhập vào thị trường Thái Lan gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi cũng tập trung nghiên cứu văn hóa tiêu dùng và nhu cầu của thị trường. Chúng tôi cũng phải là gì đầu tư máy móc để sản xuất ra những cái sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường của người tiêu dùng ở Thái Lan. Sau khoảng thời gian trao đổi giữa hai bên, chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu để cải tiến sản phẩm sao cho phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của người dân chúng tôi. Doanh nghiệp này đã đáp ứng được các yêu cầu khắt khe trong từng sản phẩm. Các sản phẩm như là bàn ghế inox, nhựa, giường sắt đã được người dân Thái ưa chuộng bởi chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng và giá thành lại hợp túi tiền của nhiều người. Chúng tôi đã biết đến doanh nghiệp này khá lâu và càng thêm tin tưởng bởi họ là một trong số các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao. Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển tại thị trường trong nước, việc đẩy mạnh xuất khẩu giúp cho doanh nghiệp có thêm nhiều kinh nghiệm về thị trường, thị hiếu, xu hướng tiêu dùng, đặc biệt là sự tự tin, khẳng định uy tín thương hiệu sản phẩm Việt Nam chất lượng cao đến với các đối tác, bạn hàng, người tiêu dùng trên thế giới.